Xin chào bà con. Hôm nay mình giới thiệu với bà con về cái cây vú sữa Mica. Vú sữa Mica là cái giống hiện giờ đang hot trên thị trường, là nó chính là nó không có mủ. Đây bây giờ là mời bà con xem, đây là cái vú sữa tím Mica của mình nha. Đây, hôm nay đã chín rồi. Quá, wow, bây giờ cái này nó chín đen thui luôn rồi. Chín gần hết rồi, hết trái rồi, tí xíu nữa chín hết trái rồi. Đây, để lột trái này ra thử coi. Cái màu rất mắt mắt nha bà con. Cái bọt này kéo ra không lọt luôn. Không được luôn. Đẹp. Tuyệt vời. Trái này là sẽ ra là trái này không có mủ luôn nè. Đây, dưới này còn mấy trái nữa nè. Trái này là phải chắc trên nửa ký quá. Chắc khoảng 500 g. Đây là vú sữa Mica nha bà con. Vú sữa Mica không có mủ. Đây cây này là mới có trái, mới có trái chiến lần đầu tiên. Cũng được gần có chục trái. Trái nhỏ lớn. Rồi giờ mình hái trái này đi. Hái trái này cái mình cô mình sẽ cho bà con xem. Nãy quên đem dao ra. Ồ, rất đẹp, da quá trời bóng luôn. Đây vú sữa tím Mica nha bà con. Trái này chắc khoảng nửa ký quá, 500 g. Thôi bây giờ mình đi vô nhà cái mình sẽ trái vú sữa tím Mica ra cho bà con xem. Mình bắt đầu mình cân trái vú sữa tím Mica cho bà con xem nha. Thử coi cái độ nặng nó được bao nhiêu. Đây, cây cân là ngay số 0 nha bà con. Bây giờ bắt đầu mình để lên. Nhiều gà 500 600 yếu. Ủa gần 500 yếu một tí xíu. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ ra cho bà con xem là tính mình đó. Đây. Sữa Mica thật sự là không có mủ nha bà con. Để mình để cái tay vô coi. Đây là cái này cái sữa của nó nha bà con. Cái tay mình nó không có dính nè. Đây là sữa chứ không có mủ. Đó. Đúng là vú sữa tím Mica không có mủ nha bà con. Độ dài rất dài nha. Đẹp thiệt chứ. Nhưng mà sẽ nó không đẹp. Rồi thôi, đến đây mình tạm dừng cái video. Hẹn bà con lại cái video tiếp theo. Xin chào bà con.